Sơn Anh Shop xin chào các bạn. Shop vừa làm xong một chiếc xe Exciter 2019. Chiếc này độ một cái bi he la ha. Full bộ nguồn cao cấp nha các bạn nha. Bộ nguồn GTG ha, tăng sáng 150 luôn. Bóng GTG luôn ha. Đó. Đó, với lại khách đã làm bên mình một bộ chống trộm, chống cướp Hyperion nữa. Thì chiếc xe này chưa có lấy biển số luôn các bạn. Đó. Thì mắc quỷ của chiếc xe này á, nó có đặc biệt là khi các bạn vô số N1234 tự động đổi màu ha, nhìn cái là chất luôn. Hiện tại đang là số N. Số N mặc định là màu xanh lá nè các bạn. Các bạn có thể mà tự mặc định được nha. Đó, màu xanh lá. Em ơi nhấp số 1 em ơi. Số 1 đổi thành màu đỏ nè. Nhìn rất là chất luôn ha. Một màu thì nó nhìn rất là chán ha, nhìn lâu thì nhất rất là chán ha. Đây số 1 nha các bạn. Rồi số 2 đi. Số 2 là xanh ngọc nha các bạn nha. Số 2 màu xanh ngọc. Rồi số 3 em ơi. Số 3 màu tím nè các bạn. Tím hồng cánh sen. Đó, số 3 màu tím nè. Đó, số 4 em ơi. Số 4 màu xanh dương các bạn, số 4 xanh dương. Rồi số 5 em. Số 5 màu vàng chanh ha. Ok. Rồi em mở đèn cốt lên. Đó, chế độ cốt. Chế độ cốt này để cho mình đi lưu thông ngoài đường các bạn nha. Lưu thông ngoài đường nó không gây ảnh hưởng cho mắt người ta ha. Không gây ảnh hưởng cho mắt. Mở file. Đó, mở pha mới ảnh hưởng nha. Nên các bạn mở pha là tùy theo trường hợp thôi ha. Đây các bạn. Chế độ code nè. Thật sự rất là tuyệt vời luôn. Pha nè các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Bi he la. Bộ nguồn là cho 50 các bạn. Pha nè, machine nè. Machine thì công tắc của E219 thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Không có công tắc này mà nhẹ bằng luôn. Đó, machine nè, cực kỳ tốt luôn ha. Đó, đây là xe này là chưa có lấy biển số luôn các bạn. Chưa lấy biển số luôn nha. Mới mua là chạy qua bên mình làm luôn ha. Đó, ok tuyệt vời luôn các bạn. Tuyệt vời luôn ha. Rồi tắt đèn đi em ơi. Ok, rất là đẹp luôn các bạn. Có bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình ha. Địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Số điện thoại là 0963574901. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Sơn Anh nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn rất là nhiều.